đánh lắp lên cái đèn ngay hơi HT Frog, HT Frog ngay cái chân 80 gram, 80 gram. Đánh lóc ngáy cao su 3 lớp có màu vàng, chân màu đen. Này là câu mà câu nước nước đục, nước mờ mờ thì bạn dùng con màu vàng này, nước nào trong trong thì dùng con màu xanh đánh. Tặng thêm một cái chân giả, cứ một con là chặn thêm một cái chân giả để mình thay nhiều lúc cá này ăn với cái đuôi. Một con tặng một cái chân. Tám người ta Hector Frog mua một con 90 ngàn, tặng thêm cái chân, tặng thêm một cái chân, mua một con 90 ngàn tặng thêm một cái chân. Ok, thank you các bạn.